Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Là mình đây, thuộc từ đường phố đã giống người nha. Xin chào tất cả anh em game hải tặc đại chiến, như là mình đây thuộc từ đường phố đây giống bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Thì các bạn video thì chúng em xem video vui vẻ, đừng like, share, theo đăng ký kênh nó kêu phải mình xin mời rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đi săn cốt mới, và sau đó mình sẽ cùng các bạn đi vui chơi sự kiện xúc sắc. Và ở video ngày hôm nay thì mình cùng các bạn sẽ đi khám phá xem cái sự kiện xúc sắc này chúng ta phải đốt bao nhiêu ca kim cương thì chúng ta mới có thể ăn pool được nó anh em. Đây là một câu hỏi được anh em hỏi mình rất là nhiều trong thời gian gần đây, và thấy nhiều anh em đăng bài trên diễn đàn các thứ các kiểu. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp và làm một cái luôn để xem là chúng ta cần mất bao nhiêu. Đầu tiên thì check out quà đây anh em. Đây có quà bảo trì đây, nhận thêm kim cương các kiểu về con nạc là anh em. Sau đó mình sẽ nhập thêm cốt nữa, tranh thủ nói chung là có gì mình sẽ nhập hết vào để nhưng mà ý này để có nhiều kim cương nhất có thể anh em. Đây là nhiều những kim cương nhất mình đang có anh em, nó đang có là 46k kim cương anh em nhá. Đây, nhận thêm đây nó là 47k kim cương anh em. Đây 47k kim cương chưa kể xúc sắc free. Rồi tiếp theo mình sẽ đi đâu nhỉ, đây mở rương anh em. Đây mở rương, rương này thì mở cho nó hay thôi anh em, chứ biết thừa là mở trong ra trong thì cũng chẳng có gì đâu, bởi vì chả bao giờ mở được đồ ngon rồi đó. Mình vào mở phát rồi, ok 47k kim cương anh em nhá. Ở video sáng đấy mình có quay con nạc, anh em thấy ở đây con nạc ý là mình lúc sau mình phá hết luôn thì nó cũng chỉ được 450 điểm thôi anh em. Ok, giờ mở con nạc ý nhận được free 22 lần mà con nạc này có 12 lần thôi anh em. Ok, giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ đi ném xúc sắc thôi anh em. Đây từ từ rồi bắt đầu ném xúc sắc thôi anh em. Thằng này thì chỉ có xúc sắc đỏ, mình sẽ mua lưng chừng vừa tầm, sau đó mình lại nhặt tiếp anh em, ném tiếp để xem là làm sao để ăn được cái của Ademin, xem là có dễ ăn không. Rồi ok 6 điểm đấy, để mẹo anh em nhá. Đó ok, không mà quên rồi xương xương đã rồi. Rồi tiếp theo thì nói về cốt mới thì ở thời gian hiện tại khi mà anh em đang xem video này của mình thì các bạn bỏ ra vài giây, các bạn qua camera.vn.code chúng mình, sau đó thì anh em vào đây lấy cốt nhá. Đây này, đây anh em lên camera.vn.code chúng mình, sau đó anh em vào huyền thoại hải tặc. Ở đây thì nó sẽ cập nhật cốt tuần mới cho anh em đó, các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy cốt tuần mới này đó, thì anh em có cóp lần đấy nhá. Ok, ngoài ra thì hôm nay mình lại share cho anh em ít cốt này đó, bắt đầu nhanh tay nhận được thì comment dưới video mình biết nhá. Ok đây, đó, cốt share cho anh em ít cốt luôn, bao nhận được nhớ comment mình biết nhá. Hiện cho anh em xin ít like, cảm ơn rất nhiều. Ok, giờ thì chúng ta tiếp tục hành trình anh em, bắt đầu phá kim cương này. Đầu tiên mình sẽ lốc trước 30k kim cương thôi anh em, quay mua thẳng 30k kim cương luôn. Là mua được 200 lần thì phải anh em. Đó, 200 lần là 30k kim cương luôn này. Đấy, quay trước à, mà mua luôn đi anh em, mua luôn 101 lần nữa. Ok rồi các bạn nhá, lốc 300 lần vòng quay luôn này. Đây 300 lần luôn, xem là có ăn được không các bạn. Đấy, xem là có dễ ăn không. Rồi 6 lốt, 300 lần mình quay anh em. Bây giờ chúng ta cứ ngồi lém với nhau, cứ từng viên một này, cứ thong thả thôi các bạn. Đấy, cứ ném thong thả từng viên một, nếu từ giờ đến lúc xong thì thôi, đúng không, hợp lý. Đó, lại hợp lý quá trời luôn anh em. Đó, ok nha, tiếp tục nào. Đó, tiếp tục anh em. Rồi ném, ai chả lại vào tráng rồi anh em. Rồi ok, lấy cái này 6 lút tới luôn. Đấy, tới đích luôn anh em. Tiếp tục nào. Ai chả, thêm một nút nữa, ngon. Tạm thời mình phải 2, 4, đây 4 nút anh em, nâng cái ô lên này. Đó, 2 điểm lên trên này, rồi đấy, lấy này nâng nó lên anh em, chứ chết dở không ổn. Cái ô phải nâng điểm nó lên cao, nó lên càng nhanh thì mình càng có liên lợi anh em. Mấy cái ô điểm nó phải lên càng nhanh thì mình mới có lợi được. Chứ nó mà cứ ít điểm như là mình hơi bị thiệt thòi đấy anh em. Bây giờ mối vọng đấy, rồi lên 5 rồi. Đó, như vậy thì mới có lợi cho chúng ta được. Như vậy mới có lợi cho chúng ta được anh em. May quá.
Không phải ok được rồi các bạn. Hai đi âm. Tịt đi, cũng không tịt được các bạn. Rồi, ok, có thêm một ô nữa rồi. Ngon. Đúng ý mình luôn. 2, 4, 5 đúng không? 5 là tới đúng không? Lên. Đó, level 2. Vừa đẹp luôn. 6, nhảy luôn. Đấy, chơi nước rút các bạn. Được có 83 điểm à. Có vẻ êm đấy. Rồi. Đấy, level 5. Quên được level 3 anh em full level rồi. Đấy. 3 điểm, ok. Để xem nào có pull được anh em. Đó. 47k kim cương anh em, xem nào có pull được cái này không. Xem nó khó dễ đến đâu các bạn. Chứ thấy có bác kêu 25k run rồi, không có bác kêu thì 50k. Sự kiện này nói chung thì không biết nhà, nhưng thấy Lamy có vẻ hơi book anh em. 24. Thật sự là với cảm nhận cá nhân thì mình cũng thấy Lamy nó hơi book. Rồi, thấy luôn đi anh em. Rồi. Thật sự là mình cũng cảm nhận thấy Lamy hơi bút lần này. Chúng ta ném xúc sắc khá đen và đa số là một điểm rất nhiều. Đây anh em này toàn tịt là nhiều. Đấy, thấy không? 3 phát liên tiếp nha. Đó nên là ảnh hưởng rất là nhiều. Ok, giờ thì đẹp rồi. Trời ơi, còn không bị nhẹ điểm luôn. Sáu nút. Bốn nút. Ôi đẹp. Rồi, ok, cũng, cũng có thêm viên đỏ nữa rồi. Các bạn nên để dành đến một viên đỏ để nó hỗ trợ anh em trong đường các bước chạy của anh em, nó sẽ bớt hơn, nhanh hơn. Đó, các bạn tranh thủ lấy một viên đỏ này, lợi dụng một viên đỏ này mà lợi dụng nó nhá. Sắp hết 100 điểm đầu rồi anh em, giờ mới được một gần 150 điểm. Chà, cay thế, lại rơi xuống ngay cái ô dưới đấy, nó bị mất điểm anh em. Nó trừ một never, lại trừ ngay vào cái điểm except mới sợ các bạn. Chạy cú đấy nhờ. Cay cú ghê. Ba nút, hai nút đây. Rồi lên lại. Lên never lại anh em. Rồi. Ok. Bốn nút. Rồi, tiếp tục anh em. 153, giờ được 153 điểm anh em. Ok, gần hết 100 viên đầu tiên thì mình được 153 điểm anh em nhá. Chưa biết được còn 22 lần nữa. Số điểm đang lên anh em, 163 lần rồi. Ở nào. Để xem 100 viên được bao nhiêu điểm anh em, là ước tính được ngay. Liệu được 200 điểm không? Không, nhưng 100 viên nếu mà anh em hên thì mình nghĩ chắc được 100 điểm đấy. Nếu mà anh em hên là có khi được 100 điểm đấy. 6 bước nhẹ luôn. Chả tội gì không. Đấy, 88 này. Chắc được, chắc được, chắc được, đâu được 200 điểm thật anh em. Đấy. 6 nút nhảy luôn. Đó, gần 200 điểm rồi. Uầy, thế thì cũng có khi là hết 45k kim cương thật các bạn ạ. Hết hết chừng này kim cương là vừa tầm anh em ăn đấy. Đó. Bạn thấy không? Có khi nào phải hết 300 viên kim cương này thì chắc vừa tầm anh em ăn đủ luôn. Ok, tiếp tục nào. Nào nhảy đây. 6 ước nhảy luôn. Đó. 100 viên thứ hai anh em được. Quay theo một lượt đầu được 228 lượt luôn anh em, 228 điểm luôn, 100 viên đầu tiên đấy. Ông nói chung êm đấy chứ nhỉ. Giờ này có hơi lâu không ta? Bây giờ để mình tua tốc độ anh em, đoạn này để mình tua tốc độ nhá. Đây đoạn này để mình tua tốc độ đi. Ok. Tốc độ này. Ok. Đây các bạn, chuẩn bị xong rồi đây. Nói chung thì tính ra thì nó dao động tầm 40. Chúng ta cứ nhẩm với nhau là đấy, đã thuyền trưởng đã hoàn thành một vòng phần thưởng.
Và tiếp theo mình muốn nói qua nữa là anh em có thể biết là cái sự kiện nát xúc sắc của chúng ta là các bạn sẽ có 3 lần nhá anh em nhá, 3 lần các bạn nhận được quà như này luôn. Đó, chứ không phải là một lần đâu anh em, có thể nhiều bạn không biết nhưng mà cái này các bạn sẽ nhận được 3 lần. Đó. Bị chi mỗi lần là anh em sẽ ngốn vào đâu đó tầm tính như acc này thì khá là hên anh em. Nó mới hết có hơn 200 thôi anh em, hơn 200 lần, gọi 230 lần. 230 lần anh em. Hết hơn 30k kim cương là đã ăn pull được cái sự kiện này rồi, một vòng rồi. Còn để anh em ăn pull 3 vòng này các bạn cũng ngốn gần 100k kim cương đấy anh em chứ cũng không phải là bèo đâu. Đây còn đây là quà anh em nhé, đây là quà của một vòng này. Đây mà một vòng thì anh em sẽ nhận được cái đống quà như thế này. Đấy. Thì nếu mà anh em nào muốn pull lên thì các bạn lại phải tiếp tục, anh em lại chạy nước rút nữa. Đấy, lại ném tiếp thì các bạn lại bắt đầu lại tính lại điểm cho anh em lại 500 điểm lần nữa thì các bạn sẽ lại ăn pull lại một lần cái quà sự kiện này. Tính ra là ngon đấy nhỉ. Cái này mới bác Dubai tha hồ mà quẩy. Nhưng mà nói chung cái sự kiện này cũng khá là căng đấy, chất lượng kim cương thì đây mình vừa tổng hợp qua đấy anh em, nó dao động từ tầm 30 cho đến 45 kim cương, 45k kim cương. Vì ngay như con ạc lúc trưa sáng mình có quay đấy, ạc lúc sáng mình quay cho anh em xem đấy, con ạc ấy là mình tiêu hết là tổng có thể hết con ạc ấy là được hơn 200 lần, gần đủ ạ, được 4 bên được 400 năm mấy lần đấy, hay hơi thiếu ít. Ok, cuối video này sẽ cho anh em hai cốt nữa này. Đây. Cốt trên đây anh em, dấu trắng này, các bạn nhận được thì nhanh tay nha. Đây, cốt dưới đây nữa anh em, bố già này, đó các bạn nhận được thì nhanh tay comment nhá, nhận được những comment anh em khác biết. Ok nhá. Ok, còn anh em đã tiêu hết bao nhiêu kim cương vào cái xúc sắc này để ăn hết được một vòng của nó hãy comment video để mình biết. Còn đâu video của ngày hôm nay thì thôi, mình xin phép kết thúc anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nhá. Cảm ơn anh em dõi theo video kênh Thủ Từ Đường Phố rất là nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.